lại có một sinh vật lạ ghé thăm giàn hồ cá nhà mình từ ngày xuất hiện sinh vật này thì đàn cá bảy màu con bỗng dưng biến mất mà không rõ lý do vẻ ngoài của nó giống hệt như con châu chấu với phần mắt to bè ra hai bên phần đuôi lại khá giống con chuồn chuồn kích thước chưa được 2 cm nhưng rất lì không hề sợ gì cả mọi thứ kết hợp lại càng làm cho mình có cảm giác bất an về sinh vật này và nó có thể là thủ phạm chính khiến đàn cá con bay màu cho nên cách tốt nhất là thả tự do thả từ độ cao 1,5m